Cái vít nắp của nó là cái anh cào này đây. Đây, vít nắp 100%. Đủ chất lượng rồi đấy. Bao nhiêu ngày rồi anh? 13 ngày. 13 ngày là cao rồi. Rủ Hạnh xuống, Hạnh không dám xuống, sợ anh Bắc. Hạnh á? Ừ. Hạnh vừa đây. Vừa đây. Không thấy cắt đắp 100%. Không biết là nào. Nâu, nâu, bao nhiêu thời gian? Nó có đặc không anh? Đặc chứ. Đã vít nắp rồi thì. Đây là tỷ lệ vít nắp đang là bao nhiêu phần trăm đấy? 100% luôn, đa nào cũng vít. Thế đa nào cũng vít rồi. Mỗi vòng này nó ra hết rồi. Ra hết.